Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình nãy góp ăn chia tổng giải thưởng là 2,5% tổng nguồn cung của tập cần Levet này bạn. Thì tổng 2% của nó là tổng cung nó có 10 triệu tập cần nè. Thì ăn chia tổng giải thưởng là 250.000 tập cần các bạn. Random cho 5.000 người. Như vậy là mỗi người nhận được 50 tập cần Levet này bạn. Thì tập cần này chạy trên nền tảng của Avachan các bạn. Thì Avachan này nó tới có Avachan, sau này mình nó có về thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn sau nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn để tham gia giải hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở cái link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn xin chào kênh Telegram group nè. Rồi, các bạn xin chào các bạn. Rồi sau khi các bạn xin chào xong các bạn bắt đáp lại nè, các bạn nhập vào bao thành công nè. Các bạn nhập vào một setting nè. Các bạn copy username này giúp mình nha các bạn. Để đi, username Telegram đây đi. Tiếp tục thì các bạn copy hashtag này nè các bạn. Rồi các bạn follow like và từ Weibot nha các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn trích dẫn với tờ Twitter nè. Các bạn dán hashtag vào và tag ba người bạn mình vào nữa các bạn. Nhập bằng tờ Twitter lên nè. Sau khi tự quyết để xong thì các bạn bắt up lên nè. Các bạn dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram các bạn đã chọn xào ai góp nè. Tiếp tục thì các bạn gửi là username từ Twitter của các bạn đã follow dán. Tiếp tục thì bạn gửi là link tweet bot nè. Thì các bạn mở từ Twitter của tất cả bạn ra các bạn. Bạn nhấp cho bao anh cùng nè, nhấp cho một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài này nè các bạn. Cái bài bạn nó tweet thì các bạn sao chép liên kết lên nè. Rồi bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ Avachan thì các bạn dùng địa chỉ trên ví MetaMask các bạn. Các bạn tích hợp mạng Avachan thì thông tin thì những thông số tích hợp mạng Avachan thì qua đây giúp mình mô tả cho các bạn nha các bạn. Vào ví nè. Đây thì mình lấy địa chỉ trên ETH mình cũng được nhưng mà mình muốn lấy tỉ mỉ cho các bạn. Bạn Avachan nè các bạn, Mainnet nè. Rồi, Matit. Rồi. Thì bạn nào chưa tích hợp vào thì mình để thông số cho các bạn nè, các bạn chỉ sao chép thôi nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Để cho dán. Sau thưa các bạn kiểm tra lại một lần nữa coi thông tin chính xác hết từ username Twitter xong các bạn muốn gỡ nữa các bạn. Xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng 2,5 nguồn cung tập cần Lavas. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.